sáng ngày 26 tháng 5, tại trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Ngũ Kiên, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Giang Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Quỹ bảo trợ trẻ em Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, một số phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan của huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân. Cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội các xã, thị trấn, các nhà tài trợ, 130 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, đông đảo thầy cô giáo, các em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em, tháng hành động vì trẻ em năm 2022 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành các tổ chức và toàn xã hội dành sự ưu tiên cho trẻ em, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nói chung và đặc biệt là trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua tháng hành động vì trẻ em năm nay sẽ là dịp để các ngành, các địa phương cùng nhìn nhận lại trách nhiệm bảo vệ trẻ em, lắng nghe, xem xét và phản hồi các ý kiến của trẻ em, đưa ra những giải pháp và hành động phù hợp hơn nhằm đảm bảo cho trẻ em có môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống xâm hại, bạo lực, tai nạn, thương tích. Đây cũng là dịp để chúng ta thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho trẻ em nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật, bằng tình thương yêu chân thành, trách nhiệm và tình cảm của toàn xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt một số nội dung, tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 đến 2025 định hướng đến 2030, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về quyền trẻ em cho các bậc cha mẹ, thầy cô giáo, cộng đồng và toàn xã hội, nhất là bản thân trẻ em để mọi người dân trong xã hội đều thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em. Đồng thời, vận động sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp để từng bước giảm sự chênh lệch về điều kiện sống và cơ hội phát triển giữa các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đẩy mạnh việc xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo quyết định số 6 ngày 3 tháng 1 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ban, ngành, toàn thể chính trị, xã hội phối hợp với các ngành, các địa phương cùng xây dựng những biện pháp cụ thể để thực hiện các chính sách liên quan đến trẻ em. Đặc biệt chú ý tạo cơ hội bình đẳng cho mọi trẻ em được tiếp cận với các dịch vụ xã hội nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo và trẻ em có nguy cơ bị tổn thương. Qua đó triển khai tốt các nội dung tháng hành động vì trẻ em năm 2022 đồng thời tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động, các điểm vui chơi giải trí văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho trẻ em đảm bảo đúng quy định, xử lý kịp thời những cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em, điểm kinh doanh internet và những điểm vui chơi giải trí không lành mạnh, bể bơi không đảm bảo an toàn trên địa bàn huyện. Tại buổi lễ, 130 suất học bổng và quà, đồ dùng học tập đã được trao cho 130 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thành tích học tập tốt đến từ các địa phương trên địa bàn huyện.